Thanh xin kính chào quý vị đến với Việt Thường Music. Hôm nay xin giới thiệu một bên kệ đàn BK3. Chắc hẳn là Việt Thường đã giới thiệu BK3 này rất nhiều rồi. Hôm nay Thanh xin nói thêm. Và BK3 là cái đàn với thương hiệu chuyên nghiệp, đó là thương hiệu Roland. Với cái đàn này thì các bạn có thể vừa học và có thể chơi biểu diễn. Thì với chức năng có đọc USB, trong Việt Thường sẽ cung cấp cho các bạn trên 1.500 điều, thì chắc chắn các bạn sẽ đi biểu diễn rất là dễ dàng. Và thứ hai nữa là âm thanh bàn phím cực kỳ tốt, cực kỳ bền. Rồi BK3 còn đọc được MP3, đọc quay, thu lại những bản nhạc các bạn vừa chơi. Và có băng tiếng Favori 10 tiếng một băng. Và cái performance băng tiếng mỗi băng là 4 tiếng. Thì chúng ta sẽ rất dễ dàng gọi tiếng ở đây. Còn USB đọc trực tiếp thì chúng ta chỉ cần nhấn USB thôi là chúng ta sẽ tìm được những cái điểm mà chúng ta yêu thích. Xin mời hãy đến Việt Thường Music để trải nghiệm qua sản BK3, âm thanh chuyên nghiệp, cực bền và cực rẻ. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời. Nghe thời gian đi qua mau, nỗi buồn chợt dâng lên cao. Người ơi biết chăng lòng đau, về con phố quen bỗng nghe đời vun vút sầu. Ôi thời gian đã giữa phòng ba, ôi thời gian đã giữa phòng ba. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn làm mọi thứ có cây, vui trong gió và không ngu phiền. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Người ơi mau về đây, về bên bếp hồng, tay cầm tay cười lên tràn chứa tươi làn môi, nhớ phút vui đêm nay. Về đây cho nồng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi. Tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây.